Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác thân mến, hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở cửa hàng ghế massage Kelsey Bình Tân ở địa chỉ 217 đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bà con cô bác, dạ hình như hồi đó cái ngày khai trương là mưa, cho nên là hễ mà mỗi lần Khương Dừa ghé cái cửa hàng là ông trời cũng đều mưa. Bà con bác, hôm nay trời cũng mưa rất là to. Bữa giờ thì Khương Dừa bận làm cái chương trình ngôi sao miệt vườn, cho nên Khương Dừa không có ghé cửa hàng. Hôm nay thì Khương Dừa làm xong rồi, Khương Dừa tranh thủ Khương Dừa ghé thăm mấy bạn, với lại lì xì cho mấy bạn một xíu, với lại chọn hai cái ghế để Khương Dừa tặng cho hai anh chị mà bữa giờ đã hỗ trợ Khương Dừa rất là tích cực trong chương trình ngôi sao miệt vườn. Mời bà con bác mình vào cửa hàng nha. Dạ chào bé Đào. Đồ mà. Khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe hả? Ừ. Chồng con sao rồi? Vậy chưa có chồng. Ê, người yêu sao rồi? Có ghen với Lộc không? Dạ. À. Đây giám đốc kinh doanh bé Đào. Phong tự phong hết cho vui. Tại thằng Tùng chắc nó cũng không coi mấy cái đoạn này đâu. À, chứ nó chứ giới thiệu bà con bác bé Đào, nhân viên kinh doanh của cửa hàng ghế massage Kelsey ở Bình Tân. Đây là giám đốc kỹ thuật. Dạ, chào anh Thương. Dạ. Lộc. Dạ, chào khán giả. Nay không ngủ hả? Dạ không. Tại bữa đi mệt quá, chị ngủ anh. Bữa nay nhìn nó trắng mà nó đẹp trai mà bụng bự nữa trời. Dạ. Dạ. Không, bữa nay chắc lên ký phải không? Dạ, đang lên 3 ký. Tổn ngon trời. Không, đã ha. Dạ. Quen dòng coi. Ôi ơi, nay đẹp trai không bà ơi. Dạ. Sắp đẹp trai hơn Khanh này. Đây, giới thiệu bà con bác Khanh. Đây nó mới là giám đốc chi nhánh nè, giám đốc chi nhánh Kelsey Bình Tân. Nay nó nhìn đẹp trai em rồi đó, câu chuyện nó vượt qua đó. Rồi còn Thiện nữa, Thiện là chào quý khán giả coi. Đây này con nào nấy cũng đẹp trai chứ. Ồ, ba đẹp trai với lại. Ồ, xuất sắc ha, siêu phẩm luôn. Rồi sao rồi, mấy bữa nay kinh doanh sao rồi? Cũng bình thường nha. Đeo micro nữa, nói chuyện mới nghe. Đây lương bổng là nhận hết rồi phải không? Dạ. Ừ. Mấy tháng nay thì tình hình kinh doanh nó hình như tình hình chung phải không bà con bác? Mọi thứ nó đều hơi chậm chậm xíu. Chắc là bà con bác đang để dành cái dịp Tết á. Dạ. Cho nên là cửa hàng kinh doanh thì nó cũng nói chung là cũng không có bằng những tháng trước, nhưng mà nói chung vẫn ổn. Nó vẫn duy trì được. Rồi, nay có năm ghế nào mới không? Dạ có mẫu mới bên đây đó nè. Năm nay nào? Cái 228 điều bên đó. Trời ơi. Lần nào cũng vô đây đúng Khương Dừa có gặp mấy bạn có giới thiệu thì bà con cô bác mới biết, để bà con bác xem rồi bác có nhu cầu sử dụng bà con bác sẽ gọi tới cửa hàng để bà bác nhờ tư vấn rồi chọn. Cái nào? Cái này hả? Cái mẫu này nè, mẫu này mẫu mới nhập, mình mới nhập vậy. Đâu giới thiệu Lộc. Lộc có gì? Anh Lộc giám đốc kỹ thuật. Ồ, thấy thương lắm cho bà con bác đi đi giao ghế suốt à, rồi chụp hình lên thấy thương lắm. Cái này là cũng chuyên nghiệp lắm. K228 giá 32.999.000. Bữa giờ em có nằm ghế này chưa? Dạ có. Có nằm luôn hả? Dạ. Dữ vậy. Vậy là em là được tháng này là tháng lương thứ hai hả? Dạ, thứ ba. Tháng tới với ba. Không, ý là tháng này đã qua rồi là lãnh lương tháng thứ ba. Tháng đầu tiên là anh tới anh đã trợ giúp rồi phải không? Dạ đúng anh. Rồi tháng này là anh chưa tới nè, bữa giờ anh bận anh không tới nè. Dạ. Coi như là tháng lương tháng thứ hai nè, hôm nay anh để anh bù lương nè. Nhưng mà thông tin với bà con bác luôn là Lộc nó làm việc rất là cực lực, cho nên tháng này mình bù lương cũng bù ít, bù xíu à. Nhưng mà vẫn phải bù, đã lời hứa rồi. Hứa là phải bù cho em nó được 15 triệu, cho nên hôm nay Khương Dừa ghé thăm mà mấy anh em rồi cũng sẽ bù lương, với lại Khương Dừa cũng sẽ lì xì cho ba bạn nhỏ một xíu cho có tinh thần. Dạ. Rồi cái máy này 32 triệu hả? Dạ, 32.999.000 đồng. Nói chứ giới thiệu xong anh cũng không nhớ máy nữa, không biết bà con bác bác nhớ không? Dạ, 228 K228 new. Dạ. Còn mấy cái dòng máy này mình cứ nghĩ là mình sẽ giới thiệu thêm mấy cái dòng máy này, cái phân khúc thấp bà con bác sẽ mua, nhưng mà bà con bác lại ít ha. Yeah.
À, tại khi mà người ta vô cửa hàng, người ta ngồi cái máy kia thì người ta mua một lần là cho đáng không? Ngồi máy kia nó sẽ im hơn. Còn máy nào nữa? Bây giờ vậy nè. Bây giờ anh sẽ chọn hai cái máy để tặng, tính ra là ba anh chị, nhưng mà tại vì anh Châu Thanh anh đã có máy ghế massage rồi cho nên Khương Dừa không có tặng ảnh. Và Khương Dừa sẽ anh Minh Nhí với lại chị Ngọc Huyền là hai anh chị chưa có máy, cho nên là Khương Dừa cũng có trao đổi bằng Tùng rồi, Khương Dừa xin hai cái máy để Khương Dừa tặng hai anh chị, tại vì hai anh chị làm việc ngôi sao miệt vườn cực lực quá. Cho nên là muốn tặng hai anh chị hai cái máy để hai anh chị về nằm cho khỏe. Bây giờ tư vấn giùm anh đi, tư vấn giùm anh cái máy, hay là cái máy bữa giờ bán chạy, cái thấy bà con bác ủng hộ gì. Bây giờ anh chọn trước đi, rồi còn hai anh chị thì mình phải hỏi lịch hai anh chị ngày nào, hai anh chị có thời gian thì anh qua anh trao. Này K68 à? Dạ K68 anh. Cái máy này nhiêu? 53. 53 có giảm thêm không hay là có voucher gì thêm không? Dạ có voucher 5 triệu. Tặng voucher 5 triệu hả? Dạ. Tặng voucher 5 triệu, vậy cái máy này bốn mấy triệu hả? 48 rồi. Rồi máy nào? Máy này là máy này anh. Máy này bữa giờ bán được nhất hả? Dạ. Được không? Dạ được. K686 hả? Dạ K686. 58. Được không? Máy này anh máy này khán giả đánh giá tốt lắm anh. Khách hàng đánh giá tốt. Nó xài cực kỳ tốt. Anh Minh Nhí, anh Minh Nhí chị Ngọc Huyền á. Dạ. Được không lọ? Này có, nếu mà bán mình có tặng thêm gì không? Tặng cũng voucher hả? Dạ em tặng voucher luôn. Cũng tặng voucher luôn. Dạ. Tùy khách hàng hả? Dạ tùy khách hàng. 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Cái máy này còn một, nó nằm gọn nè. Hai anh chị cũng nhỏ người á. Chừng nữa đi giao lọc đi không? Đi, lọc em cũng đi ha. Có gì các hàng giao là mừng. Anh Minh Nhí, chị Ngọc Huyền nó khóa hàng lọc lắm. Coi kênh của anh Cương Dừa thấy khóa hàng lọc lắm. Kêu lọc đi giao. Được không? Máy này được không? Màu gì ta? Để anh hỏi màu hả? Có mấy màu? Nó có một màu. Một màu này thôi hả? Dạ, màu này. Màu này nó sạch á. Ừ. Cái này mình mở lên nó sẽ có đèn hai bên này đẹp. Coi như hôm nay anh đi chọn mẫu trước đi. Yeah. Chọn mẫu xong rồi để sắp xếp hai anh chị cái ngày nào hai anh chị có nhà nên anh với em với anh Lộc gì qua trao. Yeah. Cái này không rài mình nhập nhiều bán hết nhiều. Dạ yeah, hả? Dạ. Yeah. Okay, em mới nhập về hai cái để dành giao nữa đó. Ừ. Trộm vía ha. Dạ. Yeah. Còn cái này. Cái này K688 mà. Cái này mà đắt hơn hả? 72 triệu. Dạ, mất. Mình nhìn nó cũng hao hao ha. Dạ. Chắc nó nhiều bài tập hơn hả? À, cũng bằng nhau anh, 12 bài tập. Thì thôi chắc anh nghĩ chắc tầm cái này là ok. Nếu mà em nói bà con của bác thích cái này nè. Dạ. Thích cái này mình cho mình xin, anh xin hai cái này để anh tặng. Hai cái này tính ra tặng cũng hơn trăm triệu rồi. Dạ. Ha. Được không Lộc? Cái này nằm im lắm. Im không? Bữa giờ đi giao sao? Bữa giờ đi giao xa nhất là ở đâu? Em đi tới Sa Đéc. Đi Sa Đéc luôn hả? Dạ, đi tới mốt Sa Đéc ở trên Bình Phước. Những tỉnh xa xa. Mà đi giao mấy chỗ đó bà con bác nhận ra em không? Dạ có chỗ nhận ra, có chỗ bên nước ngoài Điện Về. Nước ngoài Điện Về hả? Dạ. Điện Về để mua máy đây hả? Dạ, dạ mua máy đây, hỏi phải của bên anh Khương không? Nó phải. Ừ. Chỉ còn nói cha, thấy thằng Lộc là đúng rồi bên anh Khương. Rồi em đi giao luôn? Dạ em đi giao. Ờ. Xuống bà con bác cũng mừng ha. Dạ. Cái nhà hỏi nay vợ chồng con cái sao? Em cũng nói dạ, vợ chồng con cái này đỡ cũng khỏe rồi. Thì bữa giờ có về không? Dạ có anh. Ừ. Em canh tới lương làm giọt gì liền. Rồi lãnh lương tháng này rồi lãnh rồi có về có đưa tiền rồi chưa? Dạ có đưa anh. Rồi ở đây bữa giờ xài đồ chi tiêu làm sao? Em đưa anh chừa lại triệu mấy trong để em xài em ăn uống này. Để em xài thôi phải không? Dạ. Ăn cơm nước đồ mua ăn phải không? Dạ, sáng thì đi ra ăn, trưa mua cơm ăn, chiều về có nấu hay là tự ăn? Mua hoài hết luôn anh, có mình không có nấu nướng gì. Dạ. Vậy cho nó khỏe.
chắc chọn cái đó đi. Cái này mình xin mà, mình xin như cái này nó vừa vừa thôi. Nó xin mấy cái này bạn Tùng vẫn cho nhưng mà Cương vừa nghĩ chắc tại mình xin một cái, thí dụ mình xin một cái, mình xin cái này mình tặng cũng được. Nhưng mà thôi kinh doanh đâu nữa mà mình nhiều khi mình xin nhiều quá chi phí nó đội lên của công ty. Mình xin cái tầm cái này hai cái được. Hai cái này cũng trăm mấy, mình tặng cái này cho anh Minh Nhí với lại chị Ngọc Huyền. Đó. Mà bữa anh nói anh chị cũng mừng lắm. Anh chị chưa có. Mấy cái mẫu này bán được không Khanh? Dạ bán cũng được. Dạ. Mẫu này với mẫu này. Hai mẫu này hả? Còn cái mẫu này? Mẫu đó thì nó hơi cao. Giá nó hơi cao phải không? Còn mẫu này? Mẫu đó không cao cấp của mình á. Này cao cấp. Mẫu đó thì bán chạy. Không chạy hả? Ồ. Giống như lên một hàng cao cấp nữa là ta chọn mấy máy này ha. Dạ. Giống như phi thuyền. Cái này là bà con bác ta tới trực tiếp hay là gọi em để tư vấn để em mua à? Cửa hàng mình có bán thông qua ba nguồn khách anh. Cái thứ nhất là khách gọi đến từ kênh của anh. Cái thứ hai là gọi khách tới cửa hàng. Và cái thứ ba nữa là khách cũ với từ khách mới. À. Có ba nguồn đó là chính đó. Là gọi hotline hả? Dạ gọi hotline. Đọc hotline ra bà con bác biết bà có muốn gọi. Dạ số hotline của cửa hàng KC Bình Tân là 0817 241 241 ạ. Quý vị nào có cần mua ghế thì cứ liên hệ số hotline 0817. Dạ 0817 241 241. Nhiều quá Khương vừa nhờ nhiều hotline quá Khương vừa không nhớ. Cái này máy Nhật phải không? Dạ máy Nhật ạ. GV2000 gì mà nó. Cái này nhập nguyên con luôn. Nhìn nó nhỏ nhỏ gọn gì chứ nó lợi hại lắm. Ủa trước mình ba cái phi thuyền giờ còn một cái hả? Dạ mình mới bán một cái hả? Mới bán một cái hả? Dạ. Giờ không có nhập gì nữa hả? Tại vì dòng cao cấp của mình còn nhiều nên em tính để bữa hay bữa nữa hả nhập. Ừ từ từ, nhiều khi để ai hỏi chứ nhập về nhiều khi cửa hàng nó nặng chi phí á. Dạ. Khanh này được cái là hát giọng cổ hay, nói chuyện cũng mềm mỏng, nhẹ nhàng. Cho nên là bà con bác gọi tới là gọi tới rồi tư vấn rồi bà con bác cũng dễ chịu. Có ai phàn nàn không? Dạ không ạ. Rồi bữa giờ tập bài rồi dở sao rồi? Em chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chờ tới sáng cái Khanh nó cũng tham gia Ngôi Sao Miệt Vườn đúng không bác? Hát giọng cổ. Mà xong rồi cái tập của nó là rớt vô cái ngày ghi hình ngày 19 tháng 11. Nhưng mà 19 tháng 11 bị giờ lịch ghi hình sang 22 tháng 12 luôn rồi. Cho nên giờ phải đợi tới đó thì có thi bài sân ga chỉ có một người phải không? Dạ sân ga chỉ có một người. Đâu hát lại câu đó rồi gửi tặng bà con bác. Dạ hát được không? Dạ được anh. Đúng à, rồi. Vô cổ luôn hay là hát cái bài bản đầu anh? Bài bản đầu đi nè. Nè hai đứa diễn đâu nha coi. Diễn yêu đương rồi. Nắm tay rồi coi nè. Đêm xuống sân ga sương khói thu lạnh lùng đó vậy coi. Mày diễn ơi cái gì đâu. Chữ nữa kêu Ngọc lên diễn dễ thương không á. Thiệt. Nó khở thở. Dạ rồi anh Khương anh yêu cầu ngang vậy nên Khanh hát có gì bà con thông cảm nha. Đêm xuống sân ga sương cuối thu lạnh lùng, nghe vẫn đưa xa xa hồi côi tàu lẫn trong ngàn cây. Cách xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây. Cầm đàn tả ngồi xó từng cung phim, tiếng tơ u buồn từng cung ngoại quán gửi ai đây. Gió lại lá rơi xa xào, trời lạnh lùng thắt xe hồn ai. Sương thắm trên đôi vai mà người tình vẫn chưa về đây. Trời thì đêm tàn thu xa vẫn nhớ không nguôi, trăng đêm ta ngồi trong ai. Một mình ngồi ngoài sân ga tay lắng nghe tiếng còi xa xa. Được chưa? Vô trong cổ. Vô cổ. Những chuyến tàu rời khỏi sân ga rồi khuất dần trong bóng tôi, bỏ lại nơi đây một người ngồi mong đợi, hú mắt thâm sâu như mang nặng mối yêu. Quay. Xin lỗi phải vô tay.
mấy bận tàn thu là mấy bận mong chờ. Đêm tiễn đưa nhau em về nơi đất quê, nước mắt đôi dòng rạn rủa thấm bờ mi. Ôi những con tàu vội đến rồi đi, trong xa xa khói trắng quyện sương mờ. Ngồi một mình lặng lẽ trước sân ga, thu trước lệ xa, thu này lệ đô. Nhiều đó được rồi, nhiều còn giữ lại để mốt lên thi. Tại hát có 3 câu rồi quá, hát 3 câu rồi, hát nhiều đó được rồi để mốt lên thi. Mà Khương Dừa cũng đang rất là mừng, cũng đang rất là vui khi mà chương trình Ngôi Sao Bình Dương bữa giờ cũng nhận được sự ủng hộ rất là lớn của quý bà con cô bác. Vậy bây giờ chỉ cần chỉ chờ ngày lên sóng để xem hiệu ứng của bà con bác xem như thế nào. Còn còn tại phim trường thì Khương Dừa ghi hình thì được thí sinh nè, được khám giám khảo nè, rồi được quý bà con cô bác tới xem trực tiếp á, rất là ủng hộ, rất là thích xem luôn, xem tới khuya tới 2-3 giờ sáng luôn đó. Cũng cũng trộm vía, hy vọng là lên sóng sẽ được sự ủng hộ nhiều hơn nữa. Rồi thôi giờ vô hộp xíu. Tiết mục văn nghệ. Vậy chốt anh 686 à. Hai cái này nha. Hai cái này. Còn giờ có sẵn không? Giờ có sẵn luôn hai cái luôn á. Có hai cái luôn hả? Dạ cái đó là hai con trong đó là 686 luôn. Hai con này hả? Dạ. Nhưng mà nếu bà con cô bác, anh cũng chưa biết ngày nào giao nữa. Nếu bà con cô bác có mua thì em cứ bán trước dạ, đi. Còn mình cứ bán trước có gì nhập hàng về. Còn ví dụ mà con bác có, còn anh khi nào anh hỏi lịch để giao được thì anh cho đi giao. Dạ. Thôi chứ họp hành gì đâu. Dạ, ngồi để lì xì cho mấy bạn nhậu á. Riêng của phần của Lộc thì là Khương Dừa sẽ bù, dạ Khương Dừa tự bù. Còn của mấy của Đào với Thiện với lại của Khanh thì công ty Tùng có gửi cho Khương Dừa để lì xì cho mấy bạn, động viên tinh thần. Dạ. Rồi, mặc dù tình hình kinh doanh thì nó cũng hơi khó khăn một xíu nhưng mà cũng nên động viên khích lệ tinh thần của mấy bạn. Qua đây Khánh ngồi đây nè. Dạ. Ngồi đó sao đây. Đêm xuống sân ga, giờ ai hát cũng giỏi nha anh Khanh đi rồi anh mới chuyển lì xì được. Thiện hát thử Thiện. Không, dễ thương quá. Không, ngậm chứ gì. Giờ bớt ra, giờ hết rồi anh, hồi xưa, bây giờ đó, hồi xưa. Chị ngậm nhông chứ gì. Hồi xưa bị ngậm, bây giờ Hàn Quốc qua mổ hết. Hàn Quốc mổ à. Anh biết, muốn biết ngọng gì anh hỏi Bolero quá là nó trả lời không. Bây giờ mày hát bài gì nghe đoạn dễ thương ý. Thử coi, thử coi ngọng cái nào. Bài gì thử coi. Thiệt nhiều khi, trời ơi nhiều khi chương trình Ngôi Sao Bình Dương mà mấy bạn mà hát hay không ấn tượng mà thôi, vậy không ấn tượng mà mấy bạn hát vui nha. Thôi khỏi tập để ngọng vậy mới dễ thương. Ở đây anh, cái này là của anh thay mặt anh Tùng lì xì cho mấy đứa em cho nên chuyển ảnh đi công tác rồi nè cô Khanh. Dạ cảm ơn. Chào từ lớn tới nhỏ ha. Này của Thiện. Này của Đào. Này của Lộc. Cái này là do là mấy bạn làm lâu rồi cho nên là mấy bạn được động viên tinh thần. Đáng lẽ Tùng cũng có nói để gửi để động viên tinh thần em nhưng mà anh nói thôi để anh, cái này để anh. Thì cái này gửi em giống như là để khuyến khích động viên tinh thần. Giống như tháng nào mình cũng gắng cố gắng. Dù tháng này cũng chia sẻ bà con bác là làm là cũng ổn lắm, cũng được lắm. Gần đạt được mức lương cơ bản, mức lương mà mong đợi là 15 triệu rồi. Nhưng mà chưa, hy vọng tháng sau. Nhưng mà cũng chưa biết nữa. Tại vì tình hình kinh doanh thì nó cũng đang hơi khó khăn một xíu. Nhưng thôi cố gắng, cứ làm được nhiều làm cố gắng hết sức, làm cho tốt công việc. Rồi anh thì anh đã hứa vậy thì anh sẽ giữ lời ha. Này là bù vô thêm đó, là cộng với lương đó là đủ nha. Rồi gắng cố gắng, mình thấy mọi thứ là nó đang, anh thấy đó dân Lộc đang rất là tốt á. Về nhờ, hình ảnh này kia rồi mặt mày nó sáng sủa hơn, ăn mặc rồi tươm tất hơn, nay có bụng phệ rồi nó ghê.
về dưới Trắng Tuyên nó cũng mừng hả? Có nói gì không? Hàng tăng lương là giải máy điện rồi. Hả? Hàng tăng lương là giải máy điện rồi. Dạ hả? Dạ. Điện hỏi thăm chứ không lẽ nó điện lấy tiền, đúng không? Dạ. Ừ. Con cái sao? Dạ. Chuyện gì nữa? Rồi con bữa giờ sao rồi? Dạ mấy đứa nhỏ trời nó bệnh hoài anh. Ho sổ bệnh mũi. Dạ. Sốt. Bữa giờ Khương vừa nói đây để Khương vừa sắp xếp dẫn mấy bạn về dưới nhà dưới Lập chơi. Mà Khương vừa cũng bận quá chưa có sắp xếp được. Về dưới để nói chung là chỗ Khanh với lại Đào với lại Thiện nó cũng hỗ trợ cho Lộc nhiều, cũng thương cái hoàn cảnh của Lộc. Mấy anh em cũng tính về dưới để chơi rồi thăm mấy bé. Mà giờ Khương vừa bận quá, Khương vừa chưa sắp xếp được. Ừ. Thôi giờ gắng cố gắng. Ừ. Khán giả cũng lúc nào cũng mong chờ Khương vừa cập nhật tình hình của mấy cái bạn mà có hoàn cảnh khó khăn mà Khương vừa hay đi gặp, Khương vừa chia sẻ. Dạ. Thì nói chung bây giờ cái sức người mình cũng có hạn, mình cũng không thể mà chia sẻ giúp đỡ được nhiều. Nhưng mà khi mà mình đã có được cơ duyên, mình gặp được một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, mình ráng cố gắng mình giúp đỡ cho nó tới nơi tới chốn, cho nó bớt rối một xíu. Giống như hôm nay Khương vừa cũng đi dẫn bé Khôi lên trên lên chỗ Gò Dầu Tây Ninh rồi. Khương vừa cũng sắp xếp công việc cho bé rồi, cũng ổn, cũng mừng. Lộc này thì nói chung Lộc thì công việc cũng đang rất là tốt, đang cũng vô cái guồng cũng quen việc rồi. Chỉ là mong chờ sao mà cái tình hình kinh doanh thị trường chung luôn á, với lại cửa hàng nữa, kinh doanh cho nó tốt để có công việc làm cho mấy bạn. Chứ giờ cũng vừa thấy là giờ cái nó có nhiều bạn làm công nhân đó, đi làm công nhân rồi giờ tới cuối năm rồi bây giờ không có đơn hàng nữa, bắt đầu là người ta cắt giảm nhân sự, giờ mới khổ đó. Tết nhất tới nơi không. Thôi mình thì mình không có làm được cái chuyện gì lớn lao, mình cũng không có được tạo được cơ quan nhiều cho mọi người, nhưng mà mình có bao nhiêu mấy bạn đây thì gắng cố gắng để duy trì cái việc kinh doanh cho nó tốt, để mấy bạn có cái công ăn việc làm. Dạ. Yeah. Rồi vậy ha. Yeah. Rồi anh sẽ hỏi anh chị rồi cái ngày nào mà đi giao được thì anh sẽ báo rồi sắp xếp đi giao anh. Yeah. Đi giao rồi của chị Huyền là ở trên chung cư rồi sao ta? Được anh. Thang máy. Dạ. Còn anh Châu Thanh thì chắc là để anh hỏi anh Tùng tặng cái máy chạy bộ hay sao? Máy chạy bộ mình bán được không? Dạ được không? Dạ hả? Bà con bác cũng có mua hả? Dạ có. Ừ. Phương vừa cũng đang, bữa giờ cũng đang làm, cũng gom lại để từ cái doanh thu của công ty á, thì sau khi mà trừ chi phí này kia rồi nó có cũng được ít tiền lời đó, thì phía công ty cũng có chia sẻ cho Khương Dừa gom lại để Khương Dừa chuẩn bị chạy lại cái chương trình học lễ đời. Yeah. Học lễ đời năm nay chắc Khương Dừa phải làm nó mang tính hiệu quả hơn để tạo được cái học bổng lớn hơn cho mấy bé, với lại Khương Dừa cũng đang chuẩn bị khởi động lấy cái 1001 tổ ấm á. Dạ. Nhưng mà cái này thì Khương vừa làm thì Khương vừa cũng đang nhận được sự hỗ trợ của một vài người bạn thân thiết Khương vừa thôi, người anh người bạn thân thiết. Rồi Khương vừa cũng sẽ trích từ cái lợi nhuận ở đây để Khương vừa được bao nhiêu Khương vừa làm á. Chứ bây giờ thì thôi cũng không có nhận của bà con nữa. Dạ. Khi bà con của bác cũng thương, bà con cũng muốn chia sẻ, cũng góp sức giúp con Dừa. Nhưng mà tại vì cũng có một siêu nhiều vài người ta không hiểu, người ta nói này nói kia thôi, mình nếu mà được bà con của bác giúp đỡ chia sẻ thì mình sẽ làm được nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình làm một mình thì mình làm ít hơn. Nhưng mà thôi để mình cứ làm ít đi, mình làm chậm chậm. Tại vì mình cũng xác định được rồi, mình cũng không có, mình có giỏi cách mấy, mình có tài ba cách mấy, mình có được sự yêu thương ủng hộ cách mấy thì mình làm cũng không có giải quyết được hết. Cho nên thôi coi như bây giờ mình giống như xuất phát lại, quay lại cái thời điểm ban đầu Khương vừa có chia sẻ bà con bác đó, làm cái gì nó cũng có duyên, gặp gỡ một cái hoàn cảnh nó cũng có duyên, giúp đỡ thì nó cũng có duyên.
Cho nên là thôi coi như cái hoàn cảnh, cái câu chuyện nào mình có duyên mình gặp gỡ thì mình chia sẻ để mình giúp đỡ cái hoàn cảnh đó. Ví dụ giống như là bà con bác thấy giống như Lộc vậy đó. Yeah. Mình cũng 2-3 năm hả Lộc? Yeah. 2 năm mấy 3 năm. Cũng tùm lum khó khăn phải không? Yeah. Nhưng mà đối với cái hoàn cảnh của em nữa mà tới giờ này mà anh gỡ ra được vậy là là nói chung là cũng kỳ tích rồi đó. Yeah. Anh cũng không biết nói sao, không biết bà con bác thấy sao, chứ đối với hoàn cảnh của con Lộc mà tới giờ này mà từ hai vợ chồng mà không có công ăn chuyện làm, mà không có nhà cửa để ở, với lang bạc, với ba đứa con bị bệnh, tới nay thì sắp xếp xong rồi cũng có nhà có cửa, rồi cũng có tiền vốn còn lại, rồi Lộc thì nay có công ăn chuyện làm, mọi thứ nó lại sáng sủa hơn. Lộc đặc biệt nay nó cảm thấy nó vui vẻ, nó tự tin hơn nè. Có thể là hồi đó là ở nhà rồi đi bắt cá bắt mắm không, rồi tay chân lam lũ rồi không có tiếp xúc như này người kia đó, thấy nó rụt rè, nó nhút nhát thì ngồi ở đó nói chuyện, hỏi tới đâu khóc tới đó. Giờ thấy cảm giác nó lạc quan, yêu đời hơn, mọi thứ nó tốt đẹp hơn. Vậy cũng mừng. Dạ rồi thôi, Phương Dừa cảm ơn quý bà con cô bác nhiều nha. Dạ, cảm ơn tấm lòng của quý bà con bác rất là nhiều. Từ tính hồi từ tháng 6 tới giờ, khi mà mở khai trương cái cửa hàng này, bà con bác đã bắt đầu ủng hộ những cái chiếc ghế đầu tiên. Dạ, và bắt đầu từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 này thì nó hơi chậm xíu. Mà Phương Dừa được biết hình như là tình hình là trên toàn hệ thống luôn á, với lại hình như là cứ những cái hãng khác luôn, và thị trường luôn á, những thị trường ngành nào cũng vậy chứ không phải riêng gì với cái ngành ghế massage này. Nó hơi chậm xíu nhưng mà vẫn có doanh thu, vẫn Khương Dừa nghĩ vẫn có doanh thu và vẫn có cái kinh phí để duy trì. Dạ, kinh doanh mà kinh doanh thì nó có thắng lợi, thắng lời thắng lỗ bình thường đó, nhưng mà quan trọng là mình phải cố gắng để duy trì, gắng chăm sóc khách hàng được cho tốt, chăm sóc bà con được tốt. Tại vì đâu đó anh nghĩ chắc khách hàng, em xích qua đây nè, em thấy anh nghĩ khách hàng nữa là biết tới cửa hàng KLC Bình Tân là cũng do là anh chia sẻ, anh có nói là anh với anh Tùng là cộng tác lại để kinh doanh, rồi tự việc kinh doanh có cái lợi nhuận thì để anh có một số kinh phí để anh đi làm chuyện này chuyện kia, là đi làm chương trình học đời đời đó. Cho nên là khi mà bà con bác biết anh chia sẻ thì bà con bác cũng rất là thương đó. Và đang và giờ có thể là anh nghĩ chắc khách vẫn like thì chắc cũng có, nhưng không nhiều, chắc là toàn là khán giả của bà con bác xem anh rồi tới rồi mua, rồi khi mà người ta mua người ta xài rồi người ta sẽ giới thiệu với những người xung quanh, thì đó cũng là từ những cái khán giả của anh. Rồi đa số là giống như em nãy em chia sẻ là gọi hotline nè, rồi tới cửa hàng trực tiếp thì thật ra cũng chắc anh cũng chia sẻ bà con bác biết tới nè, rồi khách hàng giới thiệu. Cái khách hàng mà bà con bác mà giới thiệu được á, cái đó nó quan trọng lắm nha. Quan trọng là mình phải biết chăm sóc cái khách hàng mà mình đang, họ đã tin tưởng sử dụng mình rồi, chăm sóc cho tốt để bà con bác người ta tin tưởng, người ta còn giới thiệu cho mình nữa. Thật ra mình giới thiệu mình nói cho dữ lắm, mình nói cái ghế của mình tốt dữ lắm, dịch vụ mình tốt dữ lắm, nhưng mà không bằng một cái tiếng nói của một khách hàng họ đã sử dụng và họ giới thiệu cho người nhà. Mà cũng may mắn là tới giờ này thì nó tháng 11 nó bao mắt tới tháng 12 thì cũng được nửa năm rồi. Thì lúc đầu có thêm phát nữa, nhưng mà phát thì có việc khác nên nó sắp xếp nó nghỉ. Giờ còn 4 anh em. Hôm qua anh tính nhận bé Khôi vô luôn chứ, anh nói cái tình hình kinh doanh hơi khó khăn xíu, anh tính cho nó vô làm luôn, nhưng mà suy đi nghĩ lại thôi, để nó bé nó làm cái công việc kia trên Gò Dầu tốt, tại làm ở đây thì cũng tốt, lương thu nhập cũng tốt, nhưng mà sợ tại vì ông ba nuôi của Khôi nhiều khi cái tâm lý không ổn định, nhiều khi lại kiếm Khôi rồi nhiều khi ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty mình, cái việc riêng của mình mà ảnh hưởng tới việc công ty thì anh không tiện. Nói chung cũng cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Mặc dù là bà con cô bác thì xem anh thì giờ có nhiều cái nội dung để bà con có xem không còn nhiều như trước nữa, nhưng mà vẫn thương rất là nhiều, ai còn xem là còn thương, cũng rất là quý.
Em cũng cảm ơn thay mặt thông qua clip cũng cảm ơn tất cả quý bà con đi. Dạ. Cô bác nè, mấy đứa em nè cũng đã ủng hộ, nói chung trước mắt là ủng hộ sản phẩm của công ty. Đó. Rồi mình thì cũng làm cho công ty, mình cũng hưởng lương nên mình cũng có thu nhập. Dạ. Thì thông qua clip của anh Khương thì Tuấn Khanh cũng xin cảm ơn bà con cô bác. Thì cũng gần 6 tháng cửa hàng KLC Bình Tân hoạt động tới giờ thì khách hàng ủng hộ cũng nhiều, thì đa số thì thông qua kênh của anh Khương thôi. Thì cũng anh em cũng có cái nguồn để trang trải cuộc sống. Thì cũng cảm ơn bà con. Thì cửa hàng Bình Tân cũng có một tấm lòng là ví dụ như khách hàng nào đã sử dụng sản phẩm của bên KLC Bình Tân mà nếu mà muốn mua giới thiệu cho người khác á, thì sẽ có quà tri ân tặng cho cái người giới thiệu. Còn cuối năm thì bên cửa hàng cũng có những cái phần giảm giá sâu, rồi có vô trợ giảm giá nữa. Nên nếu mà con cô bác có nhu cầu thì cũng ủng hộ cho cửa hàng. Nhưng mà không có chương trình quà cho mình, chưa lên chương trình dạ, quà. Dạ, có chương trình quà. Dạ, bên cửa hàng thì nó sẽ có cái phần ghế nhật á, thì nó có một cái iPhone 14. Ok. Vậy mua cái đó là tặng gì? Dạ, mà tặng một cái iPhone 14 và một cái đồng hồ. Dạ. Ủa, mua cái ghế máy nãy hả? Dạ, cái ghế nhật đó ra. Cũng gì, ghế nhật nó mua nhiêu? Ghế nhật nó tới 168 triệu. Tặng cái iPhone. Dạ, tặng cái iPhone 14. Bốn mấy, 50 triệu hả? Dạ, 49 triệu 990 ngàn. Ghê à? Dạ. Chứ một cái đồng hồ nữa. Ồ, vậy là nó còn khoảng 100 triệu chứ hả? Dạ. Ngoài ra thì mấy cái sản phẩm nhỏ thì cửa hàng cũng có tặng, ví dụ như massage eo, massage vai hoặc là kính massage, rồi bao trùm, rồi mình không phải nghĩ chắc cái đó là chính sách chung của công ty á. Dạ. Nhưng mà riêng cửa hàng mình cũng phải, em cũng tính đi, tính xem là mình có cái gì tri ân, thậm chí là những khách hàng mà bà con cô bác đã mua rồi. Dạ. Đã mua sử dụng rồi thì mình có thể những phần quà bánh mứt gì đó, dù tổng kết lại coi mình được bao nhiêu khách hàng. Mình có danh sách hết chứ gì? Dạ, có danh sách, cái danh sách rồi có cái thông tin hết, giống như kỳ mình tặng mứt dừa đó. Dạ. Ừ, thì Tết, ví dụ Tết thì mình có một cái gói quà dừng 500 ngàn gì đó cũng tặng lại, thì cái đó anh nghĩ nên có tặng quà cho bà con bác. Còn dĩ nhiên là bà con bác mà tới bắt đầu ủng hộ sản phẩm thì dĩ nhiên là mình có cái chương trình khuyến mãi chung của công ty rồi. Còn sắp Tết thì mình cũng nên có một cái, thậm chí là phải có một cái chương trình gì nó rút thăm trúng thưởng. Ví dụ có 100 quý bà con cô bác đã mua sản phẩm của mình rồi thì mình cứ đặt mỗi người vậy một cái mã số. Yeah. Rồi xong mình cái ngày đó anh bốc thăm hay gì đó tặng những chỉ vàng cũng vui, ví dụ vậy. Bà con cô bác nó nhận chỉ vàng gì đó, thí dụ mình coi mình xin cái tiếng của tổng công ty. Ví dụ cửa hàng em kinh doanh trong mấy tháng vừa rồi thấy vậy đó, em làm chương trình vậy đó có hiệu quả không, mình xin ha. Dạ. Ừ. Vì đó, nói chung bây giờ cái tình cảm, cái chiều sâu nó quan trọng hơn. Chứ anh thấy cũng giờ cũng nhiều hãng lắm, họ cũng quảng cáo cũng tùm lum la nhiều lắm, họ đại hạ giá luôn, họ khuyến mãi tặng quà nhiều kinh khủng lắm. Dạ. Vậy nhưng mà sao bà con bác vẫn lựa chọn, vẫn ủng hộ cửa hàng của mình. Thậm chí là nói trong hệ thống ghế massage KLC là cả 100 cửa hàng chứ ít đâu. Ở mỗi thành phố này cũng 5-6 cái. Rồi ở mỗi biên hòa cũng nhiều. Nói chung là ở mỗi tỉnh thành phố hình như em thấy cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà em thấy là đa số thí dụ mỗi tỉnh thành phố khác, tại vì sao người ta không tới cái chỗ đó người ta mua, người ta gọi tới đây. Ví dụ như bữa em nói mình đi mua bán Sa Đéc có chứ sao không có, phải không? Sa Đéc có rồi, hoặc là đâu đâu nữa đó. Hải Phòng, Thái Bình mình giao. Ừ, đó là tại sao ở ngoài đó mấy chỗ đó có hết, nhưng mà người ta không, bà con bác không có tới lại cái chỗ cửa hàng đó để người ta mua, mà bà con bác lại gọi hotline rồi đặt hàng đó. Em thấy cái tình cảm rất là lớn không, coi như là, nhưng mà mình làm, nhưng mà mình được thương thì mình lại ảnh hưởng tới mấy cửa hàng khác cũng tội nghiệp. Nhưng mà thôi, cái chuyện kinh doanh mà, thì nhiều khi bà con bác không ủng hộ cửa hàng mình thì nhiều khi bà con bác lại ủng hộ cửa hàng của một hãng khác lại ha. Dạ. Ừ. Dạ thôi, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều nha. Dạ, lâu rồi, mấy tháng cho ta, tháng hơn rồi. Dạ. Tháng hơn rồi, từ cái bữa mà qua đây anh gửi lì xì em rồi qua ăn chè tới bữa giờ đúng không? Mới trở lại cái cửa hàng. Trở lại cửa hàng hôm nay cũng trời mưa nữa bà con bác. Dạ. Thôi trời mưa bà ông bà mình nói hên á, có tiền vô á. Dạ, thôi kính chúc quý bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nha.
hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Chắc video tiếp theo ở cửa hàng ghế massage KLC Bình Tân, chắc là video đi trao máy cho anh Minh Nhí là chị Ngọc Huyền. Thì nữa gặp, muốn gặp không? Muốn gặp hai anh chị không? Đi rủ nhau đi trao hết cho vui. Dạ xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại, chúc sức khỏe.